áo tứ thân màu tràm đỏ hoặc đen, không khách lách mà tay đấu thẳng vào thân, nẹp cổ liền với nẹp ngực, theo kín các họa tiết trang trí bằng chỉ màu đỏ. Hai đầu của nẹp ngực đính nhiều chuỗi hạt thường và tua đỏ. Để tăng thêm nét sặc sỡ của một trang phục, còn nhờ vào những bộ trang sức phụ kiện đi kèm như khuyên tai, mũ đội đầu. Phần eo có một dải vải nhỏ để làm dây buộc ra phía sau lưng. Nam giới da đỏ mặc áo ngắn hoặc dài, hoa quy trên áo, tập trung chủ yếu ở phần ngực. Nam giới da đỏ mặc áo ngắn hoặc dài, hoa văn trên áo, tập trung chủ yếu ở phần ngực, cổ và lưng áo. Để khi mặc, các họa tiết hoa văn tinh tế sẽ được phô ra. Hoa văn được trang trí trên ngực áo là cách đính cúc hoa theo chiều dọc ở giữa áo. Khi mặc, các hoa văn được kết hợp rất hài hòa, đẹp mắt. Vâng, tiếp theo chúng ta hãy cùng chiêm ngưỡng cặp đôi Hoàng Xuyến và Hà Phương. Vâng, cặp đôi đang khoác trên mình một trang phục dân tộc Nùng, một trong số những dân tộc ít người cùng sinh sống trên mảnh đất Vũ Muộn. Cũng giống như trang phục của người Tày, trang phục truyền thống của người Nùng rất giản dị, được cắt may từ loại vải tràm do tự tay họ làm nên. Trang phục nam gồm có áo quần, mũ đội đầu, áo ngắn tứ thân hoặc áo dài ngang hông gần sát người, tay dài và rộng, cổ áo khép tròn, áo có vải trúc và hai túi. Vạt áo và cổ có thêu hoa văn nhiều màu sắc sặc sỡ. Kiểu dáng quần được may theo kiểu quần ta ống đứng, đường kính ống rộng khoảng 20-25 cm. Trang phục của phụ nữ Nùng gồm có áo trắng nặng nặng bên trong, áo dài mặc bên ngoài. Áo dài được khâu nối từ 4 tấm vải nên gọi là áo tứ thân, có 4 khúc dài chéo nách dài. Áo có cổ đứng, trên diềm đen dưới diềm xanh, hai bên tả khâu đắp vải màu xanh. Một số phụ kiện không thể thiếu trong trang phục người nữ Nùng là đồ trang sức. Trang sức của người Nùng chủ yếu bằng bạc trắng. Khi đi chợ, đi chơi và đi làm, phụ nữ Nùng thường mang theo một chiếc nón lá cọ duyên dáng, càng tô thêm vẻ đẹp và bản sắc dân tộc Nùng. Kính thưa quý vị, các dân tộc anh em nơi vùng cao Vũ Muộn luôn chung tay đoàn kết xây dựng quê hương ngày một đổi mới. Dưới ngọn cờ soi sáng của Đảng, bà con nhân dân xã quyết tâm gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng, hăng say lao động sản xuất để hướng tới mục tiêu xã Vũ Muộn sẽ về đích đạt xã nông thôn mới vào cuối năm 2024. Vâng, trên đây là màn trình diễn trang phục dân tộc của tổ truyền thơm thơm còi có. Và đây, tổ truyền thơm muốn gửi tới hội thi một thông điệp rằng mỗi thôn xóm bản làng, mỗi dân tộc anh em, chúng ta hãy cùng nhau gìn giữ bản sắc văn hóa của dân tộc mình để tạo nên một cộng đồng vững mạnh, kế thừa và phát huy mọi nền tảng văn hóa của dân tộc Việt Nam. Vâng, cuối cùng, thay mặt tổ truyền thông thôn còi có, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể bà con lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.